Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Hôm nay mình xin giới thiệu một dòng sản phẩm đàn nhị dành cho các loại hình nghệ thuật như hát văn, chèo, sẩm, đám ma. Và sau đây là xin giới thiệu qua về mẫu mã của nó thì đàn này thì là nó đàn này thì là được làm bằng gỗ chắc. Đây là gỗ chắc nguyên khối này, một gỗ chắc nguyên khối. Với mặt da kỳ đà. Đây là ngoại hình của nó. Ok, rồi bây giờ đến phần test âm thanh. Xin đánh một vài câu văn vu vơ nhé. À, lưu thủy nhé. Rồi, bây giờ đến một câu sẩm. Câu chèo nha. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.